Tình của mình đã có đại với tụi mình, nói chung là bạn tình của mình rất là ok, nhưng mà tụi mình rất là nhỏ nha. Nói chung là bạn tình của mình rất là bay, mình đã bay bạn tình của mình, nhưng mà bạn tình của mình học cần mình bay. Nói chung là bạn tình của mình học bay mình. Nói chung là mình có đại với bạn tình của mình, nhưng mà bạn tình của mình học bay mình, nên tụi mình đã học bay bạn tình. Tình hình là bạn tình của mình rất là ok, nhưng mà tụi mình đã học bay bạn tình, nhưng mà tụi mình khá là đơn giản, tụi mình đã làm tình tình. Và đây tụi mình đã đến được cái địa điểm để dành Và đây tụi mình đã đến được cái địa điểm để dành ra khơi rất là ok các bạn. Đó chính là hồ Dầu An. Đây một cái tổ hợp Huy đồ người cái kiểu rồi mình chắc lên trên 4 phao gáp lại. Bây giờ tụi mình sẽ ra khơi cùng với đội một sao nha. Ra khơi vậy ơi. Trời ơi, nó nặng kìa. Ha, cái ngại nó đó. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Mình sẽ quay review sơ cái hì của mình nó như thế nào nha. Đây, bàn ghế đồ là phía bên đây. Thùng đá phía bên đây. À, này là thức ăn đông lạnh đồ nằm ở đây. Bên tình mới. Đã hình thành trong hàng triệu năm. Gì à, phải cùng nhau chứ. Mắc hơn. Gì à, từ từ cùng nhau cái khui nghe đã hơn. Đúng rồi. Video sao được một sao? Yeah. The next day. Rồi trời sáng mấy bạn ơi. Tối hôm qua ngủ ở trên đây không biết nó bị gì mà nó cứ trôi vô bờ, rồi nó trôi ra bờ, trôi ra trôi vô bờ riết. Mà mỗi lần nó trôi vô bờ thì nó nực lắm mấy bạn, không có gió. Mà mỗi lần nó trôi ra bờ thì nó nóng như cái lò vậy. Rồi ok, mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bên 10 sao nha các bạn. Thật sự là số sao mà càng nhiều thì các bạn phải càng cố gắng nhiều. Số sao mà càng nhiều thì các bạn phải biểu diễn, kết quả là phơi bài gì sao rất là cực. Sáng mai mình sẽ ăn đơn giản nhất có thể luôn nha bạn, không có cầu kỳ như 10 sao đâu. Trên tay mình là có ba ổ bánh mì, bánh mì của mình là có bánh mì gà, thịt bò và cá hồi. Mấy đứa chọn bánh mì nào à? Em chọn thịt bò. Em ăn gà cho. Rồi vậy mình ăn hải sản cá ngừ nha các bạn. Ok, vì tôi là em sao 1 2 3 vô. Thịt bò nó ngon kìa. Anh ăn vô mà anh nghe cái người đại dương luôn kìa. Dạ giòn giòn cay cay đã dữ vậy. Yes. Yes. Oh my god. Yes yes. Một người đẩy hai người vui. A few moments later. Cô phải cái lèo anh ơi. Xin vĩnh biệt cô.